Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cú lừa cung đình mang tên Việt Á. Tô Thượng Thư có dám khai đao chính phạm hay không? Giám đốc công ty Việt Á, giám đốc CDC Hải Dương vừa bị khởi tố bắt giam vì câu kết nhau thổi giá kít ngoài mũi. Chỉ với 5 hợp đồng mua kít, ông CDC Hải Dương đã nhẹ nhàng bỏ túi 30 tỷ đồng giữa lúc người dân đang đói khổ. 60 tỉnh thành khác cùng chia nhau cỗ bánh 4.000 tỷ đồng bán kít của Việt Á đang được tiếp tục điều tra. Sự liên quan và giúp sức của các cơ quan đảng và toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước như thế nào mà đã để Việt Á có thể thu về đến 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn. Liên khúc ngoái mũi là nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam lớn hơn cả nỗi sợ chết vì Covid mà bộ máy quyền lực nhà nước thúc đẩy và truyền thông lề phải ngày đêm gieo rắc vào người dân. Đây là hình ảnh tờ báo Việt Nam đưa tin một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế vì không chịu xét nghiệm, ảnh bên trái. Còn bên phải là ở Bình Dương, một phụ nữ bị phá cửa khiêng đi để cưỡng chế xét nghiệm. Ngoáy mũi thần tốc, ngoáy mũi đại trà, ngoáy tầm soát, ngoáy quản lý, di động dân cư, ngoáy để được đi chợ, đi làm, ngoáy để theo dõi tô màu xanh đỏ, vàng cam, vân vân. Không chỉ tài xế, công nhân do công việc đi lại bị ngoáy mũi hàng chục lần, có hàng vạn người dân. Dù sống biệt ở trong nhà vẫn bị lôi đi ngoáy mũi. Nhiều địa phương vùng đỏ mỗi công dân được phục vụ ngoáy mũi đến tận 10 trên 15 lần. Ngoáy mũi cốt thủ để thu tiền, có 1.101 cách cách ly, lý do để khai thác nguồn tài nguyên vô tận là cái mũi người dân. Không ít người đã bị chết oan vì lây nhiễm, không ít người bị chấn thương, nhiễm trùng, dị tật do ngoáy mũi. Nhiều người trốn ngoáy mũi bị săn lùng, bắt trói khiêng đi như con vật. Nhiều người bị đe dọa, áp lực chính trị. Ai cũng kinh hoàng, nhưng không ai thoát khỏi nhân tài, nhân danh chống dịch này. Trong nước, các bác sĩ Phan Xuân Trung, Võ Xuân Sơn, Phạm Việt Thắng v.v. đã lên tiếng phản biện liền bị quy chụp, bị đóng Facebook. Ở nước ngoài thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, bác sĩ Trần Thịnh Hiền v.v. cũng nhiều lần lên tiếng về sự lãng phí công sức, tiền bạc và có nguy cơ lây nhiễm của các chương trình ngoáy mũi, xét nghiệm, lấy mũi đại trà. Như Bộ Y tế và lãnh đạo anh mình vẫn kiên trì ngoáy mũi từ giai đoạn chống dịch như chống giặc đến cả giai đoạn bất chấp nhận sức sống chung với dịch. Và được hỗ trợ bởi sức mạnh của hệ thống chính trị, bởi xe tăng, quân đội, công an, dân phòng, quái vật ngoáy mũi hoành hành từ đô thị tới đồng quê rừng núi. Nó rượt đuổi người tha hương cầu thực từ các ngõ hẻm thị thành tạm trú, đến trên đường gập ghềnh tuyệt vọng xuôi nam ngược bắc hồi hương, và chặn ngõ ngay trên biên giới nơi cố quán của mình. Chưa có tiền lệ nào hút máu bóp cổ người dân tận tình, cạn nghĩa như khúc ca ngoáy mũi. Đây là hình ảnh các shipping xếp hàng dài chờ đều nhiều giờ phải đợi để được xét nghiệm trước khi đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng kinh dị ấy buộc người ta phải hiểu rằng có thế lực nào đó đã mượn cớ chống dịch để tiêu thụ kit test càng nhiều càng tốt, bất cần sinh mạng, sức khỏe người dân, chi phí cho xã hội. Đài tiếng nói EFA tại Mỹ cũng có không dưới 10 bài viết phản biện thảm trạng ngoáy mũi phi khoa học, phi thực tế và phi nhân này. Kết quả là đài tiếng nói EFA đã được các kênh truyền thông của đảng từ đài VTV, báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân gọi đích danh là phản động. Nguồn máy truyền thông thừa tuân thục, thiếu lương tri ấy vận hành với công suất tối đa, tung hô các chiến dịch ngoáy mũi quy mô lớn, ngoáy mũi đại trà chưa có tiền lệ hàng triệu người, Hà Nội từng chi hàng chục tỷ để ngoáy mũi cho ra một F0. Công bố của người phát ngôn Bộ Công an, việc nâng khống giá kít Việt Á bất ngờ hé mở cánh cửa thần bí, động cơ đốt trong của chương trình ngoáy mũi, của lệnh ngoáy mũi thần tốc, ngoáy quyết liệt, ngoáy đại trà. Hóa ra phản động EFA chỉ được cái là nói đúng. 4.000 tỷ đồng cũng chỉ là chuyện nhỏ, người dân cũng không bất ngờ việc nâng khống tiền giá kít, vì đó là chuyện bình thường ở xứ Đông Lào. Không tiền, không ai có động cơ làm việc cả. Điều bất ngờ là mức ăn quá dày và sự chuẩn bị tạo đà cho chiến dịch quá quy mô từ các cấp rất cao. Theo thông tin báo chí của Nhà nước Việt Nam đăng tải đồng loạt, từ công bố của Bộ Công an, công ty Việt Á đã thu về 4.000 tỷ đồng tiền kít. Chỉ riêng giám đốc CDC Hải Dương đã bỏ túi 30 tỷ đồng.
và đường dây cung ứng của Việt Á còn liên quan đến 60 tỉnh thành, còn số lượng tay này là bao nhiêu cũng là câu hỏi được đặt ra. Liệu có đơn giản là 30 tỷ đồng nhân với 60 lần cho 60 tỉnh hay không? Vì Hải Dương chưa phải là trọng điểm trên bản đồ dịch tễ. Đó mới chỉ là hàng ngang, còn trên nữa chứ đâu phải đương nhiên. Không mà công ty Việt Á được độc quyền, được chỉ định thầu cung ứng kit và các thiết bị y tế cho các CDC trên cả nước. Bác sĩ Võ Xuân Sơn đã đặt câu hỏi, nếu với doanh số 4.000 tỷ đồng và giá 470.000 đồng trên một kit thép, thì tổng số thép mà Việt Á bán ra trên thị trường là khoảng 8,5 triệu. Con số khá nhỏ so với tổng số kit thép đã sử dụng là bao gồm cả thép nhanh và thép PCE ở Việt Nam. Với cách hành xử của hai bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, thì hàng trăm triệu kit thép còn lại có vấn đề gì hay không? Và còn vaccine nữa, tại sao lại có vụ vaccine vừa mua đã hết đát, phải gia hạn tiếp? Đây là hình ảnh người dân lo sợ phải trích những lô vaccine hết hạn rồi tự động gia hạn theo công văn của Bộ Y tế, trong khi liên tiếp có những vụ trẻ em lẫn người lớn tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Như vậy, số tiền kit 4.000 tỷ đồng của Việt Á mới chỉ là chuỗi so nhỏ so với tổng kinh phí kit thép đã tiêu thụ ở Việt Nam. Chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đợt ngoáy mũi lịch sử hàng triệu người, xét nhanh đến nỗi bộ phận phân tích không kịp xử lý dữ liệu ùn ứ điều chỉnh nhiều ngày và thành phố Hồ Chí Minh dùng kit có nguồn khác. Nghiên cứu nửa tháng, cấp phép một ngày. Bộ kit test của Việt Á bắt đầu từ một công trình khoa học được họp hôm 6 Tết, tức là 17 tháng 2 năm 2020. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh ký phê duyệt đề tài và giao cho Học viện Quân y cùng công ty Việt Á thực hiện. Chỉ nửa ngày sau, vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu chuyển sang đề nghị Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã cấp phép, từ nghiên cứu đến cấp phép chỉ thần tốc trong có một ngày. Theo phóng sự truyền hình của VTV, thì xưởng sản xuất kit test nghiệm xét nghiệm COVID-19 lớn nhất cả nước của Việt Á rộng 10m². Toàn bộ nhân viên sản xuất chỉ có 10 người, mỗi tháng sản xuất hàng triệu kit test. Đây là sự thật khó tin bởi đầu tư cho vở kịch hoành tráng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị Việt Nam. Cả hệ thống truyền thông trung ương cũng lừa dối người dân. Từ tháng 3 năm 2020, sau khi Bộ Y tế cấp giấy phép tạm thời cho Việt Á, một chiến dịch truyền thông quy mô rầm rộ đánh bóng kit test của Việt Á bắt đầu khởi động. Những cái tên đầy quyền lực như Báo Nhân dân, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, Báo Điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ v.v. Từ những ông lớn truyền thông này, thông tin đã lan tỏa khắp hệ thống báo chí bên lề của Đảng. Và trong đó thì toàn những thông tin vàng ngọc như Việt Á có đội ngũ nghiên cứu trên 10 năm kinh nghiệm, kit Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, xuất đi 20 nước trên thế giới, v.v. Đây là hình ảnh các trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt nổ bom về bộ kit test dởm. Tuyên giáo nói bộ kit test nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Á sản xuất. Báo Nhân dân và Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì nổ rằng 20 nước đặt kit mua kit test của COVID Việt Nam, tất cả đều nói dối. Và khi sự việc được phanh phui thì chính báo chí của Đảng lại phải phát hiện thêm những chi tiết thú vị về quy mô và lai lịch, thành tích y tế và giá trị khoa học của kit test Việt Á, hoàn toàn trái ngược với các lời vàng ý ngọc này. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit test COVID-19 do công ty công nghệ Việt Á sản xuất theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp và cấp mã số EUE05241000. Thông tin này được rất nhiều báo chí dẫn lại và tồn tại gần 2 năm qua. Đặc biệt là trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn là chính trị thuần túy, cũng long trọng đăng tin giả này, trong đó có đoạn sặc mùi quảng cáo với những thông tin hoàn toàn tưởng tượng là bộ kit xét nghiệm COVID-19 có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh. Sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp phép, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu với số lượng cam kết ít nhất là 1 triệu test mỗi tháng.
Rồi thì bên cạnh đó cũng có nhiều tổ chức quan tâm đến sản phẩm như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Clinton, và việc có thêm sự chấp thuận của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ giúp sản phẩm dễ dàng được xuất khẩu đến các nước. Rồi thì các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, rồi các quỹ quốc tế dự kiến sẽ mua sản phẩm này và đưa vào chương trình tài trợ cho các nước trên toàn thế giới. Và sau khi công an khởi tố vụ án, cộng đồng mạng lại phát hiện ra sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì mà các tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đài truyền hình Việt Nam đã đăng tải. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố báo cáo công khai về sự sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới và bộ xét nghiệm COVID-19 Việt Á là không được chấp nhận. Đây là hình ảnh trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, hình bên phải, và nay thông tin này mới bị gỡ bỏ như hình bên cạnh. Tên của sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nằm trong danh sách của sản phẩm Y tế Thế giới khuyến cáo không được mua sắm để sử dụng trong tình huống y tế khẩn cấp. Thì báo chí lề phải của Đảng cũng đã đăng thông tin này, và câu chuyện tày trời ấy đã được xử lý đơn giản như là đang đùa giỡn. Và chiều ngày 20 tháng 12, thông tin bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, được đăng trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã biến mất. Không một lời đính chính, cao lỗi. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và báo Chính phủ cũng thua đua nhau đưa tin giả để tầng bốc kit test Việt Á. Và không chỉ có thế mà tờ báo Nhân dân còn làm loa dẫn lời ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cho biết, có 20 quốc gia đang đàm phán mua bộ sinh phẩm kit xét nghiệm corona chủng mới của Việt Nam. Trước mắt công ty sẽ xuất khẩu sang Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine. Trong số này, Iran đặt 200.000 bộ test, tức là 4.000 bộ. Ukraine đặt 15.000 bộ, nhưng trước mắt chuyển 100 cái test thử. Trong nước, thành phố Hà Nội cũng đặt 200.000 test thử để sử dụng cho các nhu cầu của Hà Nội và xuất khẩu tặng Italy, một trong những ổ dịch lớn nhất ở châu Âu. Chưa phải hết, Đảng Cộng sản Việt Nam lại nâng tầm chất lượng để chính phủ thực hiện quyền quản lý nhà nước về giá cả. Đầu kém cạnh, báo Nhân dân, báo điện tử chính phủ cũng đã phát loa cho kit test Việt Á những chữ ngàn vàng đúng nghĩa đen đánh bóng là chúng ta đi sau so với thế giới khoảng vài tuần nên đã tận dụng được lợi thế này để tối ưu bộ kit xét nghiệm virus corona, nâng hiệu suất, công suất lên gấp 4 lần và giá thành mỗi bộ kit test dự kiến chỉ bằng 1/4 giá thành một bộ kit test tương tự của nước ngoài. Và cứ như thế, các cơ quan báo Đảng, cơ quan truyền hình Việt Nam thay nhau lừa dối người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa. Mời các bạn chia sẻ những bài video này trên Facebook cũng như YouTube để được biết thêm thông tin. Các bạn hãy vào đăng ký và cập nhật thường xuyên. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de